Hello cả nhà. Hôm nay anh em chúng tôi tiếp tục đi cắm câu nha cả nhà. Trời nắng lắm, đang còn nắng nhưng mà phải đi sớm bởi vì về ở đây thì còn nhiều chỗ nên phải về chỗ sớm. Đấy. Lại là con đường huyền thoại và những cái chặt cắm câu rất là hoành tráng. Rồi mong mọi người theo dõi ủng hộ nha cả nhà. Ở đây là hiện trạng của anh em chúng tôi. Đấy. Cắm nha, con dài, con xe huyền thoại, gió to quá mọi người, gió đang còn kinh tế đang còn hạn hẹp nữa chưa có mít nên mọi người chịu khổ nghe cái đã. Rồi và bây giờ tôi sẽ lôi ruộng, đối với cái đoạn ruộng này, đó. Ở đây khi này là nghe cả có tạp khá nhiều. Và ở cái ruộng này, trên ruộng này thì nước mưa đã lên. Nước tầm cỡ khoảng 20 cm đó. Bây giờ tôi sẽ đi theo dọc cái đường này về cắm câu ở đó. Nhờ một anh bạn ở trên đây là quay giúp cho tôi. Mong cả nhà ủng hộ nha. Có cho ít cá và phụ lưới cho bạn cho ít cá bây giờ nha mà đừng chui cho cả nhá. Đây là
là tối ăn cơm xong thì sẽ đi đi thăm cắm trên đồng. Cái này tôi cầm dưới kia đó, đường gì đó. Tương tác kính cho sĩ Tuấn hôm nay làm gì vậy nha. Ở bên đây cũng được mặc cho ít cả nhà mặc thấy đi bên bà qua mặc thương mặc hay cho. Làm lên đi làm video thì cũng cực khổ lắm mọi người. Nuôi kênh 4 năm rồi mà chưa có kết quả gì cả. Bây giờ đi thăm cầm cả nhà ơi. Một kênh không có nhảy ra con sống mà gọi và cái này cũng gọi luôn. Đây rồi mọi người, đây này, đấy đấy đấy, tuyệt vời quá đi, đấy đấy, đã chưa đó đó. Đấy. Đại quá. Cá to nha mọi người. Wow, cái này cũng gọn luôn. Đi vòng cái này. À đi rồi, đi rồi. Đi rồi cả nhà ơi. Đấy 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 đấy. Đấy đấy. Đấy. Đây. Ủa, con to này. Con to hơn con khi này này. Đấy. Đây. Rồi, ok. Con thứ hai nha, cả nhà. Hãy qua đi. Đấy. Rồi, bỏ kênh đây rồi. Tiếp tục. Vất vả lắm ạ. Đến cỏ không nữa. Đi vòng cỏ để cả nhà xem vui nha.
cả nhà. Cá đây cả nhà. Cá này nhiều lắm. Và như vậy là sau khi chó lên trên chạy hết một đoạn, chúng ta bỏ thêm một nắm nữa là vừa chín tới. Đây sản phẩm đây. Sản phẩm một ngày quá tuyệt vời luôn. Mời cả nhà nhé.